Liên quan đến cái chuyện ông Joe Biden này, cái vấn đề mà quan trọng trong tương lai cho nước Mỹ, cho xã hội của chúng ta, đó là ông là một cái nhân vật mà sẽ gây ra rất nhiều cái sự rủi ro cho an ninh quốc gia của nước Mỹ của chúng ta. Tại vì dựa trên những cái bằng chứng công khai bây giờ đã có khắp mọi nơi giới truyền thông, thì gia đình ông Joe Biden có thể là một cái mối đe dọa an ninh quốc gia. Trong khi đó, cái thời mà ông ta làm phó tổng thống là mọi chuyện bây giờ đã có những cái bằng chứng cho thấy như vậy. Và thậm chí thì vừa qua trong cái laptop của Hunter Biden đã có những cái bằng chứng, quá nhiều cái bằng chứng về các cuộc làm ăn thương mại đối với chính phủ Ukraine và chính phủ của Cộng sản Trung Cộng. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng nếu mà ông Joe Biden không có liên quan đến những cái chuyện làm ăn mà bất chính này đi nữa, thì các cuộc làm ăn mà bất chính của con trai của ông ta là Hunter Biden ở bên Ukraine, ở bên Trung Cộng, thì đây là những cái vấn đề mà an ninh lớn cho quốc gia của chúng ta mà tới bây giờ vẫn không có một cái cuộc điều tra nào của FBI hoặc là của Bộ Tư pháp hoặc là bên truyền thông dòng chính thì hoàn toàn họ lờ đi, thưa quý vị, họ coi như là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Dạ vâng, và trong những cái chương trình lần trước thì chúng tôi cũng nói về một số các thành viên khác của gia đình ông Joe Biden, ví dụ như là em trai của ông ta đã từng ăn cắp vặt ở tiểu bang Florida, bị cảnh sát bắt và sau đó thì cái vụ việc đó cũng đi vào quên lãng luôn. Rồi đến con gái của ông ta là Ashley Biden, rồi cháu gái của ông ta cũng say rượu và đánh cảnh sát, nhưng tất cả những cái vụ việc đó đều chìm vào im lặng. Thì bây giờ chúng ta thử tưởng tượng nếu ông Biden là tổng thống và những người đó vẫn tiếp tục như vậy thì nó còn gì là một cái mặt mũi của một quốc gia, phải không ạ? Con của tổng thống mà như vậy thì đúng, thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà khi mà chính phủ Obama cầm quyền, khi ông ta sang viếng thăm Trung Cộng thì ông ta phải đi xuống cái cửa sau của chiếc máy bay Air Force One. Đó là cái sự kính trọng của thế giới đối với nước Mỹ của chúng ta. Nếu mà chúng ta bị mất đi tất cả những cái giá trị cốt lõi của đất nước Hoa Kỳ thì đây là những cái vấn đề mà đạo đức, thưa quý vị, làm sao mà chúng ta có thể chọn lựa một người lãnh đạo đất nước, một người tổng thống với một cái quá trình từ quá trình professional làm việc cho đến cái quá trình mà bản thân cá nhân của ông, chúng ta không thể tìm ra được một cái điều gì để mà mình có thể ngưỡng mộ, để mà khen thưởng, để mà kính phục, thưa quý vị. Thì có lẽ đây là cũng là một trong những cái lý do mà bên chính phủ tổng thống Donald Trump họ cũng biết rất rõ, và họ trong thời gian qua họ cũng đã có những cái bằng chứng rõ ràng để mà không thể nào chặn đứng, không thể nào để cho ứng cử viên Joe Biden trở thành một người người chủ trong tòa bạch ốc được. Tại vì như quý vị đã rõ, gia đình ông Joe Biden họ có một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa thân hữu gia đình. Theo tiếng Mỹ thì chúng ta có thể nói là networking, tức là it's who you know, it's not what you know, thưa quý vị. Mình quen biết những cái thế lực, những người có quyền, có lực thì mình có thể mình làm cái công việc của mình nó trôi chảy hơn. Thì ai cũng biết gia đình ông Joe Biden ở bên Washington DC là một trong những cái gia đình có những cái quyền lực, những cái sự mà networking mạnh nhất. Ai cũng biết rằng là những cái bên cạnh đó thì kể cả những cái phương tiện truyền thông họ cũng nằm đằng sau để mà họ giúp đỡ cho cái vòng thân hữu của họ nó càng ngày nó càng chặt và cái quyền lực của họ nó càng mạnh hơn, để làm gì? Cái điều cuối cùng để họ kiếm tiền mà thôi, thưa quý vị. Thưa quý vị, đối lập với ông Joe Biden thì chúng ta thấy là sau ngày bầu cử cho đến nay, tổng thống của chúng ta chưa hề có một lần nào lên tiếng, có những cái lời lẽ thiếu tôn trọng hay là chỉ trích ông Biden, chưa có một lần nào cả. Thậm chí tổng thống còn gửi lời chúc get well soon đến ông Biden khi mà ông ta bị trật chân. Từ sau ngày bầu cử cho đến nay thì Tổng thống Trump chỉ chỉ trích cuộc bầu cử gian lận với những cái chứng cứ và những cái nhân chứng rõ ràng như vậy, thì ngay cả một đứa con nít cũng nhìn thấy là cái cuộc bầu cử này không bình thường. Một khảo sát của hãng thông tấn Reuters cho biết là có đến 16% thành viên của đảng Dân Chủ tin rằng cuộc bầu cử này là gian lận. Quý vị thấy không, ngay cả người của đảng Dân Chủ vẫn tin rằng cuộc bầu cử này là gian lận, thì huống hồ là chúng ta mới nhìn thấy rất là nhiều cái chứng cứ trong sau ngày 3 tháng 11 cho đến nay.
Nhiều người phía đảng Dân Chủ nói là Tổng thống Trump cáo buộc cuộc bầu cử này là gian lận nhưng không đưa ra bằng chứng. Tổng thống khẳng định là các luật sư của ông hoàn toàn có đầy đủ bằng chứng, nhưng các tòa án hoặc là họ không chấp nhận, hoặc là họ không xem, hoặc là họ nói là bằng chứng không đủ sức thuyết phục. Trong một cái cuộc phỏng vấn với nhà báo có tên là Maria Bartiromo trong chương trình Sunday Morning Future của Fox News, thì Tổng thống Trump đã chỉ trích quyết định của các thẩm phán và cho rằng các thẩm phán đã coi thường các cáo buộc của ông về gian lận trong cuộc bầu cử này. Ông cũng khẳng định là các luật sư của ông không được phép đưa bằng chứng bởi vì không có vị thế để làm điều đó. Trong cái cuộc phỏng vấn đó thì Tổng thống nói là các thẩm phán cho rằng tôi, một tổng thống Hoa Kỳ, không có vị thế gì sao? Đây là hệ thống tòa án kiểu gì vậy?